Xin chào bạn. Lãi suất thì đang bắt đầu giảm rồi. Đó, chỉ cần điểm qua những cái tin tức về ngân hàng ở trong các trang media truyền thông thì chúng ta có thể thấy là hàng loạt những cái tin tức tích cực hơn nói về cái việc là lãi suất đang có cái từ giảm trong đó. Thay vì trước đây chúng ta luôn luôn thấy cái lãi suất tăng, tăng, tăng và bây giờ ở Việt Nam chúng ta thì cái từ giảm nó đang xuất hiện nhiều hơn, thì đây là một cái tín hiệu cực kỳ là tốt cho chúng ta đó. Và điểm qua một số bài báo từ ngày hôm qua tới bây giờ thì các bạn chắc chắn các bạn cũng đã thấy được cái điều này rồi đó. Lãi suất ngày 29 tháng 3 một ngân hàng lớn điều chỉnh giảm này đó, và đây là ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất tiết kiệm đó. Lãi suất ngân hàng 28 tháng 3 thêm Techcombank giảm lãi suất, SCB huy động 6 tháng cao nhất thị trường. Cái ông SCB này là cái ông mà Thắng thấy là khá là cao nha, bởi vì một người anh khá là thân thiết ở gần nhà mình cũng có ngành kinh doanh vay ngân hàng này, thì mỗi lần đưa cho mình cái bảng lãi suất ấy, khi mà họ tính ấy, mình cũng phải giật mình đó. Rồi lãi suất cho vay giảm diện rộng đó, thì đó chúng ta thấy được cái từ giảm nó xuất hiện khá là nhiều đó. Và bây giờ thì nhiều nhà đầu tư như chúng ta, nhiều nhà đầu tư này hay là những người mà muốn mua đất để ở thì chúng ta thấy rằng là đã có suy nghĩ là đã nên bắt đáy hay chưa, và bắt đáy ở khu vực nào đó, đúng không ạ? Thì cái việc mà đã nên bắt đáy hay chưa thì chúng ta phải nhìn nhận vào cái thị trường đó nó đang diễn ra và nó có những cái gì, và cái mức giá ở khu vực đó đã giảm bao nhiêu phần trăm đó, và bám sát theo cái tình hình vĩ mô nữa để chúng ta đưa ra quyết định là có nên xuống tiền để mua hay không, và với điều kiện là chúng ta có lượng tiền dư còn tiền mặt nha. Còn cái việc mà vay vay bây giờ thì không có, cũng không khuyên mọi người bây giờ thời điểm này là vay để mua, bởi vì là tình hình kinh tế vĩ mô nó vẫn còn tiềm ẩn nhiều cái rủi ro khác nữa, mặc dù là có tín hiệu tích cực hơn nhưng mà chúng ta vẫn chưa thể kiểm soát nó một cách ổn định được, đúng không ạ? Thì đối với Long Thành và Nhân Trạch bây giờ cái mức mà giảm 10%, 20% và có chỗ là 30% đó là cái điều bình thường rồi. Có những cái vị trí mình thấy giá rất là tốt rồi đó, và có những vị trí thì nhà đầu tư đã xuống tiền, còn những vị trí nhưng đa số đang thấy tâm lý bây giờ của nhà đầu tư vẫn đang mang trạng thái là đề phòng và trả giá sâu hơn nữa để có sự an toàn khi mua vào nhiều hơn nữa. Còn có những Thắng thấy có những người mà bán ấy, mình thấy là đã giảm giá sâu lắm rồi, theo mình cảm thấy họ đã chấp nhận lỗ ở mức lỗ khá là cao rồi nhưng mà vẫn chưa thể giao dịch được đó. Thì cái việc đó là cái việc là phần trăm, là phần 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 trăm giảm giá là khoảng ở khoảng như đó. Nhưng có những cái vị trí các bạn biết không, có những vị trí mà mình đã canh từ, thậm chí là từ cuối năm ngoái tới đầu năm nay này đó, có những cái vị trí mà hẳn phải nói là cái từ là đắc địa, cái vị trí mà tốt đấy, cực kỳ là tốt đấy, thậm chí những cái số tiền giao dịch nó lên khá là lớn, thậm chí là vài chục tỷ là bình thường đó. Nhưng mà những cái vị trí đó thì hầu như không, nói thẳng là không có luôn đó, và có thì chủ cũng rất là cứng ở những cái vị trí mà thuộc lại xuất sắc á đó. Nên là những vị trí thì lại không có hàng, và nó nằm trong những cái, nó cái nguồn hàng đó thì nó lại nằm trong những cái nhà đầu tư hay nằm trong những cái người chủ mà họ cũng có tầm nhìn và có những sự bao quát và có cái chiến lược, nhà họ là những người có lão luyện và chiến lược rất là tốt, nên là họ cũng đã chuẩn bị cái, giống như là họ có nguồn tiền tốt nữa, họ đã chuẩn bị có kinh nghiệm và chuẩn bị cho cái giai đoạn này rồi thì phải đó. Rồi còn bây giờ là vậy thì bắt đáy ở khu vực nào đó, thì Thắng thấy rằng là trên trên các diễn đàn đấy, hay là trên Facebook hay là nhiều cái thông tin, thì Thắng thấy rằng là rất là nhiều người đưa ra cái nhận định khác nhau. Người thì muốn là kêu mua ở Hà Nội, người thì kêu mua ở Khánh Hòa, người thì kêu mua ở Thanh Hóa, đúng không ạ? Bản thân mình thì mình kêu mua ở Long Thành và Nhơn Trạch đó, có người thì lại kêu mua ở những tỉnh khác như là Lâm Đồng chẳng hạn đó. Thì rất nhiều những thị trường để chúng ta có thể quan tâm. Có những người ấy, thì lại thấy này rằng giống như là có một cái cách nói giống là rất là bảo thủ, là chỉ mỗi cái thị trường đó là
tiềm năng nhất thôi, còn phủ nhận hầu như tất cả những cái thị trường khác. Thì thắng thấy là để bắt đáy ở cái thị trường nào ấy, thì thắng thấy ở thị trường nào nó cũng có cơ hội hết. Quan trọng ấy là mình có hiểu biết và có đi đủ sâu về cái thị trường đó không. Và mình luôn khuyến khích mọi người, nếu mà mọi người có cơ hội, có nhiều tiền này, có nhiều kiến thức này, và có cơ hội để đi ra những cái tỉnh thành khác ấy, thì mọi người nên đi. Bởi vì khi mà chúng ta đi ra những nhiều tỉnh thành khác ấy, thì chúng ta sẽ có những cái sự so sánh giá nó cực kỳ là tốt về quy hoạch, về mức giá từng vùng. Ví dụ bạn tới phía ở đây là đến Đồng Nai này, bạn đi xa hơn là về Phan Thiết và Lâm Đồng. Khi mà chúng ta so sánh về những cái vị trí, về những cái hạ tầng, về cái quy hoạch đó, thì chúng ta sẽ có cái nhìn tổng quát hơn. Bởi vì rằng là thực chất ấy, mọi cái thắng cảm thấy nha, là mọi thị trường ấy nó có cái sự níu kéo nhau, nó có sự níu kéo nhau, thậm chí là từng vùng nó cũng có sự níu kéo nhau. Miền Bắc, miền Trung, miền Nam nó có sự níu kéo nhau, nó sẽ thay đổi với nhau từng thời điểm. Ví dụ như ở bây giờ trong cái việc mà thành phố Hồ Chí Minh lên bất động sản lên quá cao thì quá cao đúng không ạ? Thì Đồng Nai lúc đang ở mức thấp thì Đồng Nai cũng sẽ chạy lên ở một mức cân bằng so với thành phố Hồ Chí Minh. Và khi mà Đồng Nai mà lên mức đó thì những ông mà xa thành phố Hồ Chí Minh hơn, giống như là ông ở Phan Thiết này, ông ở Lâm Đồng này, đó, ông ở Đắk Lắk này, rồi là ông ở Khánh Hòa này, thì họ cũng sẽ níu kéo nhau ở cái mức, ở một cái mức nào đó, là luôn luôn các tỉnh thành sẽ có sự chênh lệch khác nhau ở cái biên độ nào đó, đó, chứ không thể nào ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh lên quá cao mà Đồng Nai chỉ có chút xíu dưới này thì nó sẽ rất là không hợp lý, đúng không ạ? Đó, lúc đó nhà đầu tư sẽ đổ về đây nhờ, để đưa cái mức giá nó cân bằng lên trở lại, đó. Và khi mà chúng ta ngay cả bản thân mình ở trong Đồng Nai, ngay Đồng Nai mình cũng vậy, mình khuyến khích nhiều anh chị em kể cả môi giới hay là cò nên đi rộng ra các thị trường khác, như là ví dụ nha, đi về phía Cẩm Mỹ, đi về phía Bà Rịa Vũng Tàu, hay là trong Đồng Nai thì đi ra các huyện khác nhau, thay vì đi qua các cái dự án khác nhau. Có người ấy thì chỉ trong một cái dự án thôi, còn có người ấy thì lại chỉ trong cái huyện đó thôi, đó. Nhưng ấy, khi mà chúng ta đi được ra ngoài thì chúng ta sẽ có sự so sánh giá khác nhau, đó. Bởi vì sao? Khi mà quý chị tiếp xúc với mình ấy, có những, tại đa số là Long Thành, Nhân Trạch và Cẩm Mỹ, đúng không ạ? Thì có những nơi ấy, thì mình chỉ khuyên anh chị là mua đất xào thôi, không nên mua đất nền phân lô, đất lô nhỏ nền tầm 100 hay 120 hay 150 mét vuông ấy. Đó, có những nơi thì mình khuyên chỉ mua đất xào thôi, không nên mua đất lô. Còn có những nơi ấy, thì mình khuyên anh chị không nên mua đất xào nữa, chỉ nên tập trung mua đất lô, đó, đúng không ạ? Bởi vì là nó sẽ có sự chênh lệch khác nhau. Thì khi đi hai nhiều nơi như vậy thì so sánh về vị trí, so sánh về quy hoạch, so sánh về hạ tầng, so sánh về sức hút, so sánh về cả cái giá trị tiền thuê nhà đó, và cả thậm chí là cả mức thu nhập nữa, thì lúc đó mới được đưa ra được cái lời khuyên nó chính xác hơn. Và khi chị đi được rộng như vậy thì quý chị cũng đưa ra được cái quyết định đầu tư nó khác hơn. Và cái việc mà nhiều người cứ bảo thủ với quan điểm là chỉ thị trường này tốt, chỉ thị trường kia tốt, thì tất nhiên đó là đúng, nhưng mà nó đúng với quan điểm của người đó, quan điểm với góc nhìn của người đó. Ngay cả những cái gì mình đang chia sẻ ở đây này thì nó cũng đúng với quan điểm của mình thôi, đúng với quan điểm. Có thể những bạn sẽ nhìn nhận nó theo một cách khác, đúng không ạ? Đó, nhưng mà mình thấy thị trường nào bây giờ, thị trường nào giá cũng đã xuống hết rồi, 10%, 20%, 30%, và thậm chí có những thị trường mà nó xa, và thậm chí có những nơi mà về quy hoạch khu công nghiệp ấy họ bỏ luôn ấy. Đó, thì những nơi đó bây giờ thậm chí giá bây giờ nó giảm 50, 60, và thậm chí còn bonus tặng cả xe máy, tặng về nhiều thứ nữa, nó còn kinh khủng hơn nữa. Đó, đúng không ạ? Nên là thị trường nào nó cũng có cái cơ hội hết, quan trọng là chúng ta có sức để chúng ta đi, có đủ sức để chúng ta tìm hiểu về khu vực đó thôi. Và nên, ví dụ mà chúng ta nên ấy, thì tập trung, ví dụ nha, ví dụ nếu mà chúng ta muốn tập trung về Long Thành, mình chỉ tập trung đi khảo sát giống như cách đây khoảng 2-3 ngày, có một anh trên sài thành phố Hồ Chí Minh anh xuống dưới Đồng Nai này, đó, cũng đi khảo sát, và đi khảo sát trong cái thời điểm này,
nó muốn vào tiền trong thời điểm này để tìm bất động sản với những mức giá nó tốt hơn và những vị trí nó tốt hơn, thì người ta sẵn sàng bỏ ra vài ngày, đi cả ngày, ban ngày đi, sáng đi, tối cũng đi để nắm bắt được cái nhịp sống đó. Thì khi mình hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ đưa ra để quyết định có nên bắt đáy trong cái thời điểm này không. Đó. Và những thông tin vĩ mô thì bây giờ nó cũng đã tốt hơn rồi về cái việc mà giảm lãi suất. Tất nhiên với cái mức giảm bây giờ thì nó không phải là nhiều đúng không chị? 0.2 rồi là 0.5%. Đó thì tất nhiên đó là cái mức mà giảm, nó giảm từ từ hoặc nó đi ngang rồi lại giảm tiếp và sau đó nó sẽ giảm biên độ nó lớn hơn trong cái giai đoạn tới. Đúng không ạ? Thì đó là cái chia sẻ của mình trong cái video ngày hôm nay, là lãi suất đang bắt đầu giảm rồi, có nên bắt đáy chưa và quý chị nên bắt đáy ở đâu, nó khu vực nào, quý chị có tầm hiểu biết nhiều nhất thì hãy tìm hiểu về khu vực đó để sẵn sàng trong cái giai đoạn tới khi mà thực sự tin tức về vĩ mô nó đang tốt hơn. Xin cảm ơn quý chị đã xem cái video ngày hôm nay nhé. Bye bye.